Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Thì đây, như anh em đã biết đấy, là chiếc máy tính mà chúng mình đã build trong buổi livestream hôm trước. Thì tại sao nó lại được lên video lần thứ hai nhỉ? Bởi vì hiện tại nó đang bị quá nhiệt anh em ạ. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình thử giải quyết cái vấn đề này một cách nhanh chóng nhé. Ok, vậy thì tại sao em lại nóng đến như vậy? Câu trả lời ấy, đó chính là trong này chứa CPU i5 13600K, rất nhiều nhân, rất nhiều luồng mà cũng rất nhiều nhiệt đấy anh em ạ. Thế nên là khi mà chạy ra nhân ấy thì chắc chắn là 100 độ luôn. Và điều thứ hai là em này đang dùng một chiếc tản nhiệt nước AIO nhưng mà lại chỉ là phiên bản 240 thôi. Thế tức là chỉ có hai quạt rồi các thứ kiểu mà rõ ràng đây là em tản rất là xịn đúng không? Nên là mình cứ nghĩ rằng là sẽ có một cái kết quả khả quan. Nhưng mà câu trả lời là không hề đâu anh em nhá. Và cái vấn đề thứ ba đó chính là trong này gần như là airflow không có. Nó thoáng thật đấy nhưng mà airflow không có, bởi vì là chỉ có mỗi hai quạt là thôi. Và những cái chỗ lỗ này thì lại không có một bất kỳ một cái quạt nào để thổi khí vào hay thổi khí ra hết, khiến cho chiếc máy tính chúng ta khá là nóng. Vậy thì bây giờ để xử lý nó thì như thế nào? Đầu tiên là mình sẽ thử nhá. Đây là mình sẽ thử nhá. Mình sẽ thử chơi được chính là sử dụng chiếc AK620 này đây. Một chiếc tản nhiệt khí thôi mà có một kết quả khá là tốt với cả chiếc i9-13900K của mình. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ còn đốp thêm một kit quạt. Đây là kit quạt Unifan SL120 phiên bản V2. Đây là kit 3 fan anh em nhá. Nếu mà hai em này combo cộng lại với nhau thì giá tiền sẽ bằng cái em này. Đây, giá tiền có thể gọi như là gần ngang ngang với cả em tản nhiệt nước 240 ở đây. Thế nên là bây giờ cùng mình thử tháo tản nhiệt nước ra rồi lắp tản nhiệt khí vào xem kết quả như nào nhá. Ok, thì cái việc gỡ tản nhiệt con này cũng khá là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần này, bỏ hai cái tấm trên này. Đấy, giật ra phát, cất đi này. Giật lên phát, cất đi này. Đấy, đơn giản và dễ dàng, nhẹ nhàng và không có chuyện gì cả. Và giật ra đằng sau đây. Tại vì em này là có hấp anh em ạ. Bây giờ là phải gỡ ra cả tấm đằng sau anh em ạ. Thì cái vấn đề mà mình hơi buồn là tại sao mình phải gỡ tấm đằng sau ấy, đó chính là em tản nhiệt này có hấp nhưng mà lại là hấp bản cũ. Trong khi phòng studio chúng mình thì còn mỗi cái kit SLV2 thôi, mà em này thì lại dùng hấp bản mới. Thế nên là không tương thích với nhau. Điều này thì khiến cho mình phải gỡ cái hấp này ra này. Đây, anh em nhìn này. Đấy, có một cái hấp này. Thì mình phải gỡ ra và thay bằng cái hấp này thì mới có thể dùng được. Thế, cái vấn đề về gỡ tản nhiệt thì nó cũng đơn giản thôi. Cái bây giờ ấy là mình sẽ làm như này. Đầu tiên là mình sẽ tháo tản nhiệt này ra này, rồi mình lắp cái tản nhiệt khí vào này, rồi mình sẽ cho ba cái kit fan, ba cái quạt ở dưới này luôn để cho nó thổi gió lên và đúng cái luồng theo kiểu gọi là nóng đi lên lạnh đi xuống ấy, kiểu như vậy anh em ạ. Ôi, giờ gỡ ra nghe em bị mệt nhoài quá nhỉ. Đầu tiên để gỡ tản nhiệt thì anh em phải gỡ hết tất cả các loại dây ra. Cho mình gỡ hết dây ra, dây fan, dây phủng các kiểu là điều này. Gỡ hấp này. Mình không biết là anh em có hay dùng phong cách như mình không, nhưng mà mình dùng kìm để gỡ dây anh em ạ. Tức là kiểu mình không cầm cái dây để giật ấy, vì mình hơi sợ. Nên là mình cầu dùng cái kìm cho mình cầm cả cái đầu dây mình bẩy ra. Đấy. Thì nó mình thấy khá là chắc chắn. Dùng quy luật đòn bẩy trong vật lý để có thể đẩy mấy cái dây ra. Đấy. Đấy, ra. Khá đơn giản. Nếu mà anh em sử dụng cái máy này mà anh em muốn nâng lên 360 ấy, thì em này với bộ main này với cái máy này có thể lên được 360. Nhưng mà câu trả lời anh em phải hạ cái tấm này xuống nhá. Bởi vì cái kết cấu của em này là modular. Nếu mà anh em dùng 360 chiếc này, anh em nhìn phát là biết luôn là không có thể gắn được bất kỳ chiếc tản 360 nào. Nhưng mà nếu mà anh em modular ấy thì anh em có thể gỡ cái tấm ra rồi cho nó xuống một bậc, rồi để khoảng trống tầm này này là có thể chứa được một cái tản 360 thoải mái trên này. Nhưng mà tất nhiên rồi, hôm nay mình muốn gọi là nâng cấp cái trải nghiệm sử dụng mà không hề thay đổi giá tiền anh em nhá. Tức là đây là một option 2 đấy, và xem nó có hay hơn không nhá. Gỡ dây đã xong này thì bây giờ mình sẽ gỡ quạt, gỡ cái block này ra. Gỡ block. Block thì anh em nên gỡ theo chiều chéo anh em nhé. Tức là gỡ theo chéo. Cứ lắp máy như nào thì gỡ máy ngược lại thôi. Và để đảm bảo an toàn cho mọi thứ thì mình sẽ gỡ cả cái cạc nữa, cho nó an văn toàn nhá. Bởi vì là mấy cái cạc này ví dụ như là nó cũng không vấn đề gì đâu, nhưng mà cái block rơi xuống đây thì anh em cũng thấy hơi buồn không, hơi đau. Nên là mình sẽ làm như vậy. Bắt buộc phải đấy, bật ra như thế. Rồi, giật, thế là con cạc đã ra rồi. Đã gỡ cạc ra an toàn, bây giờ thì mình có thể an tâm gỡ block rồi.
Rồi, đã gỡ xong. Đấy, thì nó sẽ còn có cái gông. Cái gông nó bay luôn cùng mấy cái ốc rồi. Có vẻ như là mình gắn chặt quá nên là mấy cái ốc bay luôn cùng rồi. Thì mình sẽ gỡ cái plate của nó ra. Con CPU này thì do là nó đã được sử dụng keo tản nhiệt lên, thế nên là anh em bắt buộc phải thay lại keo tản nhiệt bằng cách đó chính là lau nó đi. Nhưng mà hiện tại thì mình cứ hoàn thành xong công việc đó chính là gỡ cái block này ra đã. Gỡ cái rat này ra. Thì xoáy ốc đằng sau. Úi. Có thể một phần nữa do cái này nó đang bị hơi quá nhiệt đấy. Đó chính là hôm trước chúng mình live stream chúng mình lắp hơi ít keo, có thể nói thế. Nhưng mà cũng có thể thấy cái độ tản của cái tấm này nó cũng không được đều cho lắm. Khi mà cái phần này, tức là có thể nói như là nhỉ, sẽ tập trung ở khu vực giữa này này. Còn những cái phần rìa nó không đẩy hết ra, cái áp lực nó không đẩy hết ra. Mặc dù vừa nãy mình khóa vào rất là chặt và tháo rất là chặt, nhưng bây giờ mình cũng thử cải thiện nó với cả chiếc deep cool này nhá. Rồi, CPU đã được lau rất sạch, rất đẹp rồi. Bây giờ thì ngửa nó ra và cho cái này vào nhá. Thì đằng này chúng ta sẽ có cái backplate của em này. Thì nó sẽ có hai vị trí. Bây giờ những cái main của Asus không còn có hai loại chân nữa, thế nên nó chỉ còn một loại chân thôi. Thế nên là nếu bây giờ anh em dùng những cái tản nhiệt loại cũ ấy, thì bắt buộc phải mua mới, nếu mà anh em có mua mainboard mới anh em nhá. Đây, nó là cái chân nó đây. Và theo mình biết là mở ra maximum là nó sẽ là chân 1700. Sau những cái sợi tóc dài thươn thướt của cái nguồn, thì chúng ta có thể thấy là cái em main này, cái vỏ cây này thiết kế chưa được thông minh cho lắm. Và bây giờ mình bắt buộc phải gỡ cái main ra thì mới lấy được cái backplate. Nâng ra phát thấy luôn cái tấm này. Đấy, backplate của em tản này. Thì bây giờ ấy, do là cái theo cái quy trình lắp máy tính bình thường, thì anh em sẽ làm gì là anh em sẽ lắp máy tính này, lắp bỏ con main ra, lắp CPU vào, lắp RAM vào, lắp SSD vào, rồi lắp tản nhiệt đúng không? Thế nên là mình sẽ thực hiện quy trình lắp tản nhiệt này ở bên ngoài. Và đồng thời nhờ cái việc lắp tản nhiệt bên ngoài này, tức là bỏ cái main ra ấy, mình cũng sẽ có rất là nhiều chỗ để gắn quạt vào, mà tí nữa mình sẽ gắn nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ gắn cái tản nhiệt này vào trước anh em ạ, để cho xong việc cái đã. Với mấy con CPU này thì mình sẽ vì vừa rồi đấy thấy nó hơi nhiều nên là thấy hơi ít nên mình sẽ cho hơi nhiều tí anh em nhá. Cho một đúng một đường luôn. Đấy, tại vì con CPU này khá dài. Tiếp theo nữa thì sẽ cho cái gông của nó vào. Đấy. Đây là cái gông của con AG400 anh em nhá. Và mình không khuyên anh em dùng cái gông này nhá. Bởi vì là mỗi con tản có một chiều cao khác nhau. Nhưng mình nghĩ rằng là trong cùng cái ecosystem của Deepcool nên là nó sẽ như nhau thôi. Và chúng ta sẽ biết được kết quả sau vài phút nữa. Cứng, cứng chưa? Rất cứng. Bây giờ thì cho con này vào. Muốn gắn con này thì đầu tiên anh em phải gỡ cái quạt ra. Quạt ở giữa. Đấy, gỡ quạt ra xong anh em cho vào. Cho vào đấy, đẹp luôn. Cứ bảo là lắp tản nhiệt khí là nhẹ nhàng nhưng mà nhiều lúc cũng đau đầu lắm đấy anh em ạ. Do cái RAM này nó hơi cao một chút so với cả cái tản, thế nên là bắt buộc mình phải cho cái quạt nâng lên một chút cao tầm này. Đấy. Đấy, cắm vào CPU fan để đảm bảo rằng có thể quản trị được chất lượng fan chuẩn nhất trên mainboard Asus. Rồi, nhưng mà cái này xong thì bây giờ không phải là lúc để gắn vào luôn, mà bây giờ sẽ là lúc để thực hiện trò chơi mới, đó chính là chiếc cái kit quạt này. Đây là kit 3 fan mới của mình nhớ mới, không phải đến mức quá mới, nhưng là một trong những chiếc kit gần nhất của Liên Li bây giờ. Đó chính là chiếc Unifan SL120V2 với một chiếc hub mới. Và bây giờ mình sẽ unbox luôn cho anh em xem nó như thế nào. Thì như anh em biết, hồi trước cái dây của nó sẽ theo cái kiểu gọi là đầu một phát là đầu này luôn ấy. Đây này, đầu này luôn này. Nhưng bây giờ nó sẽ có một cái điểm nối nhìn trông như này. Nhìn trông rất là hay, rất là như kiểu đầu locking ấy. Nhìn trông rất là hấp dẫn. Ba quạt này. Ba quạt thì chúng ta sẽ có một cái hub này, hub V2. Đấy, hub này là hub V2 này. Trong cái hub này thì nó sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng này, một chỗ download phần mềm này. Tiếp theo nữa thì trên cái hub nó sẽ có hai dây, ui, hai dây SATA luôn, nhiều ấy. Cộng thêm một cái miếng nam châm rất yếu, nam châm rất yếu, đấy có thể nói là nam châm rất yếu. Và kèm với cả một dây USB để nối trực tiếp vào trong bộ PC, đồng thời với cả nối những cái thiết bị như là kiểu đèn đóm các kiểu ấy. Này thì cũng phải gỡ ra để gắn. Đấy, dây rất là chất này. Dây này thì có cả dây RGB luôn nha anh em ơi. Và nó sẽ có tổng cộng là 3 đầu. Thì trên này sẽ có một đầu micro USB, một đầu nguồn thì không nói gì rồi, và một đầu này là đầu cho tín hiệu RGB anh em nhá. Rồi bây giờ thì cắn vào thôi. Đấy. Đẹp luôn. Còn về kit fan thì chúng ta sẽ có là 3 chiếc
Đây đều là ba chiếc Unifan, nhưng không phải là Unifan Infinity nha anh em ơi. Đây chỉ là Unifan thường thôi. Thế nên là nhìn trông nó vẫn rất là đẹp, nhưng mà nó không VIP được bằng Unifan Infinity. Em fan này thì nó sẽ có một cái đặc điểm rất hay, đó chính là có thể nối trực tiếp vào với nhau một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mà anh em là một người chơi không nhiều tiền ý, thì anh em có thể mua kit của Zonbo anh em nhá. ZF hay là ZG ấy, ZF thì có phiên bản trắng, còn ZG thì có phiên bản trắng và đen, để cho cái bộ máy như này. Với những bộ máy kiểu tầm tầm tiền như này thì với những kit như thế là quá đẹp, quá hợp lý luôn. Còn với những bộ máy cao cấp thì Lianli là bạn của anh em. Nối vào thì cực kỳ là đơn giản luôn. Chỉ cần tìm điểm, tìm đầu, rồi cài vô, thế là xong. Đấy. Đấy, đã vào một fan. Fan tiếp theo. Công nhận đúng là ước mơ của một người build máy tính lúc nào cũng sẽ là một cái bộ kit fan kiểu nhìn trông chất như này, đúng không anh em? Làm phát được luôn cả một giải, quá đẹp. Mình chỉ cần tổng cộng là một giây thôi, đúng một giây này thôi là xong xuôi rồi. Xong anh em chỉ cần cài vào trong này, cài vào bên đầu có pin này, thế là xong. Đấy, anh em đẩy sang bên tay này sẽ là có cái hình locking ở đây là nó sẽ khóa. Cần nối trực tiếp không hay là như nào? Đang không biết cái mục tiêu mục đích của Lianli là như nào đây. Cài trực tiếp không, cái kích cỡ không hề bằng nhau, không hề giống nhau một chút nào cả. À, hiểu rồi anh em ạ. Cái dây này ấy, nó không phải là để dành cho cái việc nối cái này vào hub, mà cái dây này là nối sang một kit khác. Như trong này đã chỉ này, đấy. Cái dây này để sang nối sang một kit khác. Còn nếu mà anh em muốn nối vào hub này ấy, thì anh em bắt buộc phải dùng cái dây vừa rồi mà mình vừa để đây, mà mình đang vứt vào đây rồi. Đây, là dây này đây này. Bởi vì ở trên đầu này đây, nó không còn chỉ có một chỗ cắm nữa, mà còn có hai chỗ anh em ạ. Một cái khe nhỏ nhỏ đây, để anh em cài cái này vào. À, hóa ra là sự thông minh của Lianli là nằm ở đây anh em ạ. Đấy. Hình như cái này chỉ là hình như thôi. Hình như là do cái đầu này khi mà anh em dí ra ngoài kiểu dính vào đấy, nó sẽ gây dính điện hay gì, truyền điện gì đấy. Thế nên là các nhà phát minh của Liếng Liếng đã sản xuất ra cái này. Nhưng mà hiện tại mình vẫn đã không cắm được vào. Nhưng mà che đi thì lại không cắm. À đây rồi, được rồi. Rồi, vô anh em ơi. Đây, đấy, anh em thấy không? Cắm vào phát này, nhìn chung rất là đẹp, nhìn chung rất sành điệu. Nhưng mà đến lúc mà gỡ ra thì không biết như nào cả. Bây giờ thì mình sẽ gắn nó vào trong này nhá. Ok. Ok, thì cái bộ máy nó đã được test xong rồi anh em ạ. Mình mới test trong Cinebench. Thì như anh em có thể thấy là cái mức nhiệt độ của nó có vẻ như là không thay đổi nhiều lắm. Bởi vì là ở khi mà mình thay cái tản nhiệt khí này thì nó chỉ giảm khoảng tầm 1 độ, 2 độ thôi, tùy vào trung bình ấy. Còn đâu thì nó vẫn ngang ngang cái mức độ gọi là cái nhiệt độ cao nhất ấy. Nó vẫn ngang ngang như thế, không khác gì nhiều. Nhưng cái sự khác biệt nó nằm ở số điểm anh em ạ. Đơn giản ấy, nếu mà mình cùng một số điểm đúng không thì chắc chắn chiếc tản nhiệt khí này nó mát hơn. Nhưng mà do là cái chiếc CPU này được phép boost lên mức nhiệt cao nhất, thế nên là điểm của chiếc máy khi được nâng cấp tản nhiệt này, hay là gọi là đổi tản nhiệt này đi, đã được nâng lên khá nhiều, khoảng tầm 10%, tức là rơi vào khoảng tầm từ 21.000 lên tận 23.000 luôn. Thực sự rất là ấn tượng. Vậy thì bài học mình rút ra ở đây là gì? Cái bộ máy của mình ấy đã bị bỏ lỡ mất 10% điện năng khi mà không sử dụng cái tản nhiệt chuẩn chính. Anh em đừng có chỉ nghĩ tới cái việc là chỉ mua tản nhiệt AIO xong rồi lắp vào trong máy thế là xong đâu. Anh em còn phải nghĩ tới cả airflow của bộ máy nữa, mua quạt nữa để nâng cấp nó nữa, để cho nó có gió vào thì nó mới có thể làm mát được chứ, đúng không? Thế nên là mình nghĩ rằng nếu mà anh em chơi một cái combo của này ấy, thì anh em vẫn có thể chạy tản nhiệt nước AIO, và nhưng mà bắt buộc phải có thêm quạt để cho nó có thể có airflow để đi vào và làm mát cho bộ máy. Còn nếu không ấy thì anh em vẫn có thể chơi tản nhiệt khí rất bình thường như này để cân được chiếc 13.600K một cách thoải mái. Tản nhiệt khoảng tầm từ 1,5 triệu tới 2 triệu là đã có những em rất là ngon rồi. Ví dụ như này em AK ở đây của Deepcool, hoặc là một số em của Zonbo nhìn trông khá to mà nhìn trông giống con NHD15 ấy, cũng rất là chất. Rồi, và bắt buộc anh em nhá, phải mua cho mình, dù cái cây nó thoáng như thế nào nữa, vẫn phải mua cho mình một kit quạt ít nhất là 3 fan để nó có luồng gió airflow vào trong phòng cây. Bởi vì là cây cấu hình nó cao như này mà. Nói chung, mình sẽ để đường link của những sản phẩm mà mình đã gọi là lắp đặt ở trong này nhá. Cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em ở video sau.